Những điểm giống nhau đến khó tin giữa Khởi My và Đặng Thu Thảo. Đông đảo người hâm mộ đang rất nóng lòng đến ngày tổ chức hôn lễ của hai cặp đôi Khởi My Kevin Khánh và Đặng Thu Thảo Trung Tính. Những ngày qua, thông tin ít ỏi về đám cưới của Khởi My và Đặng Thu Thảo được hé lộ, khiến công chúng gần như đứng ngồi không yên. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến hôn lễ của Đặng Thu Thảo và chồng đại gia, còn đám cưới Khởi My Kevin Khánh sẽ tiến hành vào tháng 11. Dù chỉ là những hình ảnh thông tin nhỏ giọt, nhưng cũng phần nào làm cho khán giả nhận ra được nhiều điểm giống nhau giữa hai đám cưới được mong đợi nhất trong năm nay. Bí mật ăn hỏi, nhưng đều bị phát hiện vào phút cuối. Vào cuối tháng 4, 2017, Khởi My Kevin Khánh bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà cô dâu ở Long Khánh, Đồng Nai. Giới truyền thông và khán giả vô cùng bất ngờ vì thông tin này, bởi mọi thứ đều được giấu kín đến phút cuối. Sau một thời gian dài yêu nhau, đây được coi là một cái kết đầy hạnh phúc của cặp đôi. Dù mọi thứ đều được giấu kín tuyệt đối, nhưng ngay khi lễ đính hôn diễn ra thì đã có khá nhiều hình ảnh clip được chia sẻ nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Những khoảnh khắc của cặp đôi trong lễ đính hôn được mọi người tham dự cập nhật trực tiếp ngay lập tức. Sau đó, Kevin Khánh đã đăng tải dòng trạng thái khi không giấu giếm được niềm vui vì cưới được vợ xinh đẹp. Khi tất cả người hâm mộ đang chờ đợi chứng kiến một đám cưới hoành tráng của Đặng Thu Thảo cùng chồng đại gia Trung Tính, thì hình ảnh về đám hỏi được tổ chức bí mật của cô được một tài khoản cá nhân bất ngờ chia sẻ trên các trang mạng. Thần tiên tỷ tỷ diện bộ áo dài trắng vô cùng xinh đẹp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Sau khi những khoảnh khắc trong lễ đính hôn xuất hiện khá nhiều, Hoa hậu Việt Nam năm 2012 quyết định chia sẻ rộng rãi đến người hâm mộ. Cả hai nàng dâu đều được lòng mẹ chồng trước khi kết hôn. Từ trước đến nay, cô Vân, mẹ của Kevin Khánh thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm của con trai và Khởi My, cũng như hình ảnh của mẹ chồng nàng dâu lên mạng xã hội. Tại đám hỏi của cặp đôi Khởi My Kevin Khánh vào cuối tháng 4, cô Vân cũng dành những lời có cánh cho giọng ca gửi cho anh. Từ lúc hẹn hò với Kevin Khánh, Khởi My đã khá được lòng mẹ của nam ca sĩ. Cả hai thân thiết với nhau trong sinh nhật của cô Vân. Khởi My và mẹ ruột cùng cô Vân thường xuyên đi chơi và ăn uống với nhau. Nhiều người nói vui rằng Khởi My sẽ chẳng không lo việc sống chung với mẹ chồng như nhiều người đang lo lắng hiện nay, bởi lẽ giữa cô và mẹ của Kevin Khánh hết sức thân mật và quý mến nhau. Cũng giống như Khởi My, kể từ lúc hẹn hò với bạn trai Trung Tính, Đặng Thu Thảo đã hay gặp gỡ cũng như xuất hiện trong sự kiện quan trọng để hỗ trợ gia đình anh. Đặc biệt giữa cô và mẹ chồng còn khá hợp ý khi thường xuyên đi ăn uống. Đặng Thu Thảo chụp ảnh thân mật cùng gia đình chồng tương lai. Cô còn cùng gia đình đến với những sự kiện quan trọng như gặp vị tổng thống của nước Mỹ. Mẹ chồng nàng dâu hết sức vui vẻ hòa hợp khi thường xuyên đi ăn uống và thư giãn. Đám cưới được thắt chặt về mặt an ninh và truyền thông. Theo một nguồn tin thân cận với cặp đôi Khởi My Kevin Khánh cho biết, lễ cưới sẽ được diễn ra vào ngày 24 tháng 11 tại một địa điểm sang trọng tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tiệc được bảo vệ nghiêm ngặt và rất khó để truyền thông tiếp cận cũng như giới hạn khách mời tham dự để tạo không gian riêng tư thân mật. Nhiều quan khách đã được nhận thiệp cưới của Khởi My. Đám cưới của cả hai sẽ không cho giới truyền thông tác nghiệp nhằm đảm bảo sự riêng tư cho mọi người. Còn tiệc cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng sẽ được diễn ra trong không gian riêng tư, ấm cúng tại một địa điểm sang trọng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với số lượng khách mời hạn chế. Bên cạnh đó, Đặng Thu Thảo chỉ cho truyền thông, báo chí tác nghiệp tại sảnh của khách sạn và sẽ không ai được phép vào bên trong khu vực tiệc cưới. Thiệp cưới đơn giản của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã. Hiện tại cặp đôi đang cùng gia đình tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Khởi My, nữ ca sĩ khác biệt nhất trong showbiz Việt chưa tìm thấy người thứ hai. Kể từ khi tham gia nghệ thuật đến nay, Khởi My trong tâm trí người hâm mộ vẫn là nữ ca sĩ trẻ trung đáng yêu và khác biệt nhất showbiz Việt. Từ cuối tháng 4, 2017 đến nay, Khởi My được khán giả giới truyền thông liên tục nhắc đến và dành sự quan tâm đặc biệt vì cuối cùng cô cũng chịu công khai tình cảm với nam ca sĩ Kevin Khánh sau nhiều năm tình trong như đã mặt ngoài còn e. Không những thế, cặp đôi còn âm thầm tổ chức lễ đính hôn tại quê nhà Khởi My ở Long Khánh, Đồng Nai vào ngày 25 tháng 4 khiến cả showbiz Việt dậy sóng. Và chỉ còn gần một tháng nữa, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới chính thức về chung một nhà. Cũng sau khi Khởi My Kevin Khánh xác nhận sẽ làm lễ cưới vào tháng 11 tới, dư luận lập tức dồn sự quan tâm về khối tài sản chung của cả hai sẽ khủng như thế nào. Bởi nổi tiếng là thế, nhưng rất hiếm khi khán giả thấy Khởi My Kevin Khánh chia sẻ quá nhiều thông tin đời tư trên mặt báo. Họ chưa bao giờ khoe xế hộp đắt tiền hay hàng hiệu giác đầy người như nhiều nghệ sĩ khác. Đó cũng chính là điểm khác biệt lớn của Khởi My và Kevin Khánh giữa showbiz Việt. Đặc biệt là Khởi My,
Không riêng những điểm chung với ông xã tương lai Kevin Khánh khiến cô trở nên khác biệt, mà gần 10 năm tham gia làng giải trí đến nay, giọng ca gửi cho anh vẫn giữ một màu sắc riêng dễ nhận biết, không lẫn lộn với bất cứ ai. Đa tài, nói không với scandal, Khởi My bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tiếng ca học đường năm 2008. Sở hữu giọng hát cao, vang xa, trong trẻo, Khởi My nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả. Thời kỳ cực thịnh của V-pop, những ca khúc do Khởi My thể hiện như Vì Sao, Là Con Gái Thật Tuyệt đều trở thành hit sau khi ra mắt và dẫn đầu hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Đặc biệt, cô luôn giữ được hình ảnh trong sáng nên được các fan dành tặng thêm biệt danh Công Chúa Teen Pop Thế Hệ Mới. Trong khi nhiều nữ ca sĩ thời nay thay đổi hình ảnh từ trong sáng sang sexy, nổi loạn, thì Khởi My vẫn giữ nguyên phong cách cá tính đáng yêu của riêng mình và được khán giả hết lòng ủng hộ. Ngoài khả năng ca hát, Khởi My còn gây ấn tượng với vai trò MC, với tài ăn nói hóm hỉnh lôi cuốn. Khởi My đã trở thành một trong những MC được khán giả cực kỳ yêu thích nhiều năm nay. Sức hút của Khởi My được chứng minh rõ ràng nhất khi trang fanpage cá nhân của cô có số lượt like lên đến hơn 11 triệu, nằm trong top các nghệ sĩ được theo dõi cao nhất mạng xã hội Việt Nam, vượt xa nhiều ca sĩ hạng A cùng thời. Lúc nào cũng nhí nhảnh đáng yêu trên truyền hình, sân khấu, nhưng trong cuộc sống cá nhân, Khởi My lại khá kín đáo. Cô luôn tìm cách tránh xa những scandal để giữ gìn một hình ảnh đẹp nhất trong lòng công chúng suốt gần 10 năm tham gia showbiz. Thậm chí đã có nhiều chương trình truyền hình thực tế ngỏ lời mời cô tham dự, nhưng Khởi My một mực từ chối vì muốn tránh xa những ồn ào của truyền thông. Dù đã trải qua một tuổi thơ vất vả cơ cực, phải sống từng ngày bằng cánh củi khô của mẹ ở quê nhà Long Khánh, nhưng Khởi My luôn lạc quan, biết trân trọng những gì đã và đang cố để vượt qua tất cả. Đến nay khi đã nổi tiếng và được cả triệu người biết mặt, nhớ tên, nhưng Khởi My vẫn không quên những ngày tháng đó để càng yêu thương mẹ mình hơn, duy trì lối sống giản dị đáng ngưỡng mộ. Sống tiết kiệm không xe hơi và đồ hiệu tiền tỷ. Dù không bao giờ khoe hàng hiệu đắt tiền hay nhà lầu xe hơi, nhưng ai cũng biết Khởi My giàu có đến mức nào. Chỉ tính riêng khoản thu nhập nhờ lượt tương tác trên trang fanpage cá nhân, hơn 11 triệu lượt theo dõi và trang cá nhân hơn 1,5 triệu lượt theo dõi cũng đã mang về cho Khởi My số tiền lớn. Được biết, mỗi bài đăng trên fanpage của cô có mức giá lên tới 1.760 đô. Với việc sở hữu hàng loạt ca khúc đình đám đông đảo, fan hâm mộ, giá cachet của Khởi My cũng luôn ở mức cao chót vót. Nếu chạy show đều đặn, hàng tháng Khởi My đã bỏ túi từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Tuy nhiên, cuộc sống của cô lại khá giản dị. Hiện tại, mẹ con Khởi My vẫn sống trong căn nhà bình thường tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô không mua xế hộp mà đi thuê hoặc đi taxi, chạy mô tô cùng Kevin Khánh mỗi khi di chuyển tới các địa điểm sự kiện. Tài sản đắt tiền nhất của Khởi My chính là chiếc điện thoại iPhone 6 ngót nghét chưa tới 20 triệu. Tài sản giá trị nhất trong căn nhà của Khởi My có lẽ là tủ quà tặng của fan thường xuyên được cô chia sẻ. Phòng ngủ của Khởi My được bài trí rộng rãi và rất đơn giản. Thay vì sắm xế hộp bạc tỷ như nhiều nghệ sĩ khác, Khởi My lại thường xuyên đi mô tô cùng chồng tương lai Kevin Khánh, còn đi diễn tỉnh thì đi taxi hoặc thuê xe. Gu thời trang của Khởi My cũng rất năng động, cá tính và không quá cầu kỳ như nhiều mỹ nhân Việt khác. Ngay cả trong lễ đính hôn, Khởi My cũng thể hiện rõ sự khác biệt về gu thời trang khi diện nguyên một váy ngắn thay vì áo dài. Theo một nguồn tin thân cận với Khởi My tiết lộ, cô rất ít khi sắm đồ cho bản thân mà thường sử dụng quà cho fan tặng. Đặc biệt, thiệp cưới của Khởi My và Kevin Khánh cũng được thiết kế giản dị không quá đắt tiền. Khởi My từng tâm sự, cô không sợ biệt danh ngôi sao hội chợ mà nhiều người đã gán cho mình. Thay vào đó, Khởi My cho rằng việc đi hát ở những địa điểm này lại là cơ hội may mắn để cô thân thiết và gần gũi với tất cả khán giả nhiều hơn. Cũng không thể phủ nhận, chính nhờ việc chạy show hội chợ càng giúp nguồn thu nhập của Khởi My tăng lên đáng kể. Đến nay, cô cũng là nữ ca sĩ đắt show tỉnh nhất V-pop. Những hội chợ khu vực miền Trung, Đông Nam Bộ, đặc biệt là miền Tây, luôn có sự góp mặt của giọng ca gửi cho anh. Chăm chỉ đi giày độn nhất V-pop, chứng thành nhiều lần bị sau việc bóc mẻ. Nổi tiếng hay đi giày độn để tăng chiều cao, nhưng thời gian gần đây cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi thấy Trấn Thành muối mặt khi bị anh em đồng nghiệp bóc mẻ. Úc Thanh Vân, mới đây khi ghi hình tập 2 cho chương trình về nhảy múa dành cho những người thừa cân, Trấn Thành lại khiến giám khảo Úc Thanh Vân cũng phải ngỡ ngàng vì đôi giày khủng của mình. Sau khi thấy Trấn Thành và Việt Hương đứng cạnh nhau, Úc Thanh Vân đã trêu chọc nam MC bằng cách thắc mắc: chị Việt Hương đi cắt quốc thì phải mang đôi giày cao, thế còn bạn, bạn không hề cắt quốc thì tại sao phải mang đôi giày cao đế như vậy? Ngay lập tức Trấn Thành đáp trả rằng:
Này, tôi nói cho bạn Vân nghe nhé, tôi mang giày đôn chứ không phải giày độn. Câu nói khiến cả Úc Thanh Vân và mọi người trong trường quay đều cảm thấy khó hiểu. Trấn Thành cũng giải thích, luôn độn là ở bên trong, còn đôn là ở bên ngoài. Đôn thì mang ý nghĩa hỗ trợ, còn độn mang ý nghĩa lén lút hèn hạ. Và chốt một câu cuối, tôi không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn. Việt Hương, một chương trình hài mùa thứ hai đã trở lại với đội hình trụ cột gồm Chí Tài, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang, được dịp tái ngộ nhau trên sân khấu. Việt Hương đã liền bóc mẻ sở thích mang giày độn của Trấn Thành khi cho rằng nam MC lấy đôi guốc của mình. Vừa gặp mặt lại bị giang chị dìm hàng ông xã Harry Won, chỉ biết ngậm ngùi bào chữa cho sở thích lạ của bản thân. Việt Hương bóc mẻ sở thích mang giày độn của Trấn Thành khiến nam MC chỉ biết lặng thinh. Hồng Vân, tại một chương trình về nhảy múa, số cân nặng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân luôn là đề tài nóng để các nghệ sĩ bình luận. Trong tập mới đây nhất, MC Trấn Thành nhận xét, đứng kế Nam Vương như Tiến Đạt mới có động lực tập, chứ đứng kế chị Vân thì vẫn tập thôi à. Lời giễu cợt của Trấn Thành khiến Hồng Vân nổi giận trước toàn thể khán giả, đồng thời nhìn chăm chăm vào đôi giày độn của Trấn Thành như ngầm ý đá điểu lại nam MC. Thế nhưng Trấn Thành vẫn không chừa, và vì Hồng Vân là con mực khi nữ giám khảo ngỏ ý muốn học múa đương đại thay vì nhảy hip hop.